Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pumix. Khi bắt đầu với bất kỳ phần mềm nào thì vấn đề đầu tiên đặt ra đó chính là làm thế nào để tải và cài đặt. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để tải, cài đặt và kích hoạt Pro Tools một cách hoàn toàn miễn phí. Với thói quen sử dụng Crack thì rất nhiều người trong chúng ta đã quên đi việc tìm ra làm thế nào để sử dụng một phần mềm miễn phí một cách hợp pháp. Với những người mới bắt đầu không cần những tính năng cao cấp thì Avid đã làm riêng một phiên bản dành cho bạn, đó chính là Pro Tools First. Nhược điểm duy nhất của phiên bản này là bạn phải có kết nối Internet lúc mở chương trình lên để đăng nhập vào đám mây. Nhưng vào thời điểm ở năm 2020 thì Internet không còn là vấn đề nữa, đúng không? Còn về vấn đề giới hạn chức năng thì bạn cần gì hơn 16 audio track, 16 auxiliary track và tới 4 input một lần. Chúng ta bắt đầu ngay nhé. Đầu tiên, các bạn truy cập vào đường dẫn avid.com/protools. Đường link này mình đã để phía bên dưới phần mô tả. Các bạn cuộn xuống bên dưới, chọn download. Bước kế tiếp, các bạn chọn create an account nếu chưa có tài khoản, điền đầy đủ thông tin, mật khẩu để tạo một tài khoản. Sau khi bấm submit, đừng quên lưu mật khẩu để tiện sử dụng cho bước tiếp theo. Để kích hoạt Pro Tools, bạn cần một tài khoản iLog. Với Pro Tools First, các bạn chỉ cần tạo một tài khoản và cách tích vào đây. Mật khẩu lúc nãy của bạn sẽ tự động điền. Nếu không, bạn hãy điền bằng tay, sau đó nhấn Create. Khi màn hình kế tiếp hiện ra, bạn có thể tích tùy thích vào lựa chọn của mình. Ở đây mình chọn ngẫu nhiên cho nhanh. Đến đây, bạn đã có đầy đủ các tài khoản để sử dụng Pro Tools rồi. Và Avid cũng đã gửi một đường dẫn đến email của các bạn để các bạn có thể tải về. Khi mở mail ra thì các bạn sẽ thấy ngay nơi để tải về. Ở đây có hai đường dẫn dành cho Mac và Windows. Và mình làm bài hướng dẫn này ở trên Windows nên mình sẽ chọn Windows. Đối với các bạn đang sử dụng Windows, trong khi đợi Pro Tools tải về, các bạn tranh thủ cài đặt QuickTime để Pro Tools có thể tương thích đầy đủ với các định dạng file. Đường link này mình đã để phía bên dưới phần mô tả. Các bạn click vào, sau đó chọn phiên bản dành cho Windows, tải về và cài đặt. Chọn Typical, sau đó nhấn Next cho đến khi hoàn tất. Khi tải về, Pro Tools đã hoàn thành, các bạn giải nén ra. Tìm cho mình file setup. Double click để cài đặt. Các cửa sổ cài driver và Pro Tools sẽ lần lượt xuất hiện, làm theo hướng dẫn cho đến lúc trên hộp thoại hiện ra nút Finish. Chọn Yes để khởi động lại máy, thì bạn đã hoàn thành phần cài đặt Pro Tools để sử dụng. Khi khởi động lại máy xong, các bạn khởi động Pro Tools. Điền tài khoản Avid đã tạo ban nãy vào. Đừng quên nhớ tài khoản nhé. Đợi khởi tạo một lát là Pro Tools sẽ lên. Các bạn có thể thấy ở đây là phần dung lượng miễn phí trên đám mây mà nhà sản xuất đã đưa ra cùng với phần mềm. Chúng ta sẽ tạo một file làm việc như sau. Đặt tên, sau đó nhấn Create. Sau khi khởi tạo file làm việc xong thì tất cả những thao tác và bản thu âm của bạn sẽ nằm trên bộ nhớ đệm máy tính. Đến khi các bạn lưu thì dữ liệu mới được up lên tiếp, không phải là làm việc trực tiếp trên đám mây nên các bạn không cần phải lo vấn đề lag giật vì kết nối nhé. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong video hướng dẫn tải, cài đặt và kích hoạt Pro Tools First. Bắt đầu làm việc như thế nào, cài đặt thông số ra sao thì chúng ta hãy cùng hoàn thành phiên làm việc đầu tiên của bạn ở video sau nhé. Đừng quên like, share và subscribe để có thể đón xem những video kế tiếp. Mình là Pumix. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.